Thưa quý vị và các bạn, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới âm thầm diễn ra trong suốt cả năm, nhưng vào dịp cuối năm lại trở nên nóng bỏng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường. Cùng với các mặt hàng như rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, tình hình buôn lậu đường cát diễn biến rất phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh sau đây. Chiều ngày 29 tháng 10, Công an huyện Đắk Rông phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 15 ô tô có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên 14 xe vận chuyển hơn 50 tấn đường cát không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, ngày 13 tháng 10, Công an huyện Đắk Rông bắt giữ 9 xe ô tô tải van chở 36 tấn đường kính nhập lậu. Cuối tháng 9 năm 2023, Công an huyện Đắk Rông cũng đã phát hiện và bắt giữ 8 ô tô tải van vận chuyển 32 tấn đường kính không có nguồn gốc. Như vậy, chỉ trong thời gian khoảng 1 tháng, riêng Công an huyện Đắk Rông đã bắt giữ 118 tấn đường cát nhập lậu, một con số khá lớn. Thì cái thủ đoạn của chúng hoạt động thì chủ yếu tập trung là ví dụ như là các cái xe còn có trọng tải lớn thì thường thường là thay đổi biển số để là nhằm là coi như là che giấu cái hoạt động của mình đối với các cơ quan chức năng. Còn đối với các cái loại xe hạ tải thì chúng vận chuyển cái khối lượng hàng ở trên xe, xong sau đó lợi dụng cái sơ hở của các cái lực lượng chống buôn lậu, chống của các cái cơ quan chức năng thì là để cái vận chuyển cái hàng hóa này về tại cái địa bàn của sâu trong nội địa của tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ. Còn theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng thu giữ 663,5 tấn đường cát nhập lậu. Thưa quý vị, nếu như trước đây các đối tượng buôn lậu sử dụng hình thức chuyển từng bao nhỏ, vận chuyển ban đêm để tránh phát hiện, thì hiện nay các đối tượng chở đường cát lậu bằng xe tải với số lượng lớn. Nguyên nhân khiến cho tình trạng buôn lậu đường từ biên giới vào nội địa ngày càng tăng với số lượng lớn là do có sự chênh lệch khá cao giữa giá đường sản xuất trong nước và đường nhập lậu. Trong khi đường sản xuất trong nước có giá bán 22-23.000 đồng 1 kg, thì đường cát lậu chỉ ở mức 15-16.000 đồng 1 kg. Nếu trót lọt, đối tượng buôn lậu lại từ 5-7.000 đồng 1 kg đường. Cũng chính vì sự chênh lệch giá khá lớn này mà nhiều người bất chấp pháp luật để vận chuyển buôn bán đường lậu. Hiện nay ngoài cái việc là tập trung lực lượng để kiểm soát trên biên giới, ngăn chặn cái là các hoạt động thẩm lậu hàng hóa trái phép và đường trái phép qua biên giới, thì chúng tôi đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và hải quan thường xuyên là kiểm tra, kiểm soát trên biên giới và trên các trục đường đối tượng vận chuyển hàng, và tăng cường là kiểm tra, kiểm soát các cái kho hàng mà đối tượng có thể cất giấu để xử lý triệt để, và các cái phương tiện là vận chuyển hàng thì chúng tôi là tổ chức theo dõi và tổ chức là ngăn chặn để bắt giữ các cái phương tiện hạ tải thường xuyên là vận chuyển hàng lậu đến biên giới, trong đó có mặt hàng đường. Thưa quý vị, khi lợi nhuận buôn lậu đường cao, người dân bất chấp pháp luật, chưa ý thức hết việc buôn lậu làm nhiều loạn thị trường, tổn hại sản xuất kinh doanh, thì cuộc chiến chống buôn lậu sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng chức năng phải có quyết tâm cao, những hành động quyết liệt hơn nữa để tình trạng buôn lậu nói chung và buôn lậu đường cát nói riêng đến hè những tháng cuối năm lại không nóng. Và đến đây, mục sự kiện biên luận tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.